Sao thế anh? Không sao. Giời, cái anh này làm người ta hết cả hồn. Xong rồi đấy. Xong rồi à? Xong rồi. Anh Hùng này, em có một cô bạn, cô ấy chưa có chồng nhưng mà rất muốn sinh một đứa con. Nếu là anh thấy thế nào? Đi xin ở trại trẻ á? Không, tức là tự mình sinh ra ấy. Con mình sinh ra thì mình sẽ chăm sóc và yêu thương hơn. Nhưng mà em bảo với cô ấy là nuôi con một mình vất vả lắm. Quá vất vả chứ còn gì nữa. Với cả người ta lại nói ra nói vào, không chịu được đâu. Anh nghĩ là không nên. Thôi, xong rồi đấy, anh đi về đi. Vạn nốt đã. Thôi, xong rồi, anh đi về đi. Đang tự dưng lại xị mặt ra thế, đồng bóng thế. Quan điểm của anh là như vậy. Nếu em thấy không phải thì thôi. Dù sao anh cũng là người ngoài cuộc. Anh không hiểu và không biết giải quyết cách nào. Sao đấy? Anh đi về đi. Đi về đi. Về. Này, dạ. Con chào mẹ. Bà về rồi đấy à? Hôm nay con nó về nó chiêu đãi cả nhà đấy. Tự dưng thì lại về. Nhà này toàn những người ngẫu hứng, vô kỷ luật. Kìa mẹ. Kệ thôi. Thưa bà. Mẹ. Nam. Dạ. Ra đây ngồi với ông. Vâng ạ. Nào, ngồi đây. Con chào bố ạ. Con chào mẹ. Vào ăn cơm chị... đi con. Nhà mình hôm nay nhân dịp gì mà có nhiều món ngon thế ạ? Có nhân ngày gì đâu. Thu hôm nay chiêu đãi cả nhà đấy con ạ. Hồ sơ thi cao học anh đã nộp chưa? Năm sau thi có được không? Mẹ xuống đây rồi. Thôi nào, vào đây, ngồi đi, ngồi đi. Lâu lắm cả nhà mới được ăn cơm với nhau. Bố mẹ ơi, hôm nay cả nhà ăn vui vẻ nhá. Đúng. Mời bà. Xin ông. Đây. Con xin ạ. Con. Con xin. Chủ sĩ đấy. Hùng. Hùng. Đau dạ dày. Nhưng mà hôm nay vui như thế này, làm một tí nhé. Bố. Tối nay anh ấy phải ôn bài để chuẩn bị thi cao học. Thôi để khi khác đi ạ. Bố cho con xin một cốc. Đây, uống đi. Một chút không sao đâu. Nào, xin mời cả nhà nâng cốc. Chúc sức khỏe. Cả nhà nâng khỏe ạ. Con mời bố. Hay lắm. Bố cho con xin công nữa với. Ui giời. Được. And at last, the mega block clears the green dock wall. Này. Này. Now the really tough part begins. Buổi sáng ông ấy dắt xe ra khỏi nhà, đi đến tận trưa mới về. Mẹ cũng không biết là đi đâu. Ngày mai Thu phải có kết quả cho mẹ đấy.
Con ở nhà phải nghe lén tất cả các cuộc điện thoại của bố. Hoặc để ý xem bố gọi cho ai, hẹn đi đâu, có việc gì. Nhất cử nhất động của ông ấy phải giám sát, nghe chưa? Và phải cố gắng tìm mọi cách để bố không ra khỏi nhà. Bắt bố ở nhà thì con còn theo dõi làm gì nữa? Trong trường hợp bố cương quyết đi thì con mới phải đi theo. Bố chẳng khác gì bị tù giam lỏng cả. Con gái con đứa này, con chẳng đâu một phần nào giống cái Xuân cả. Mà không biết hai vợ chồng nó thế nào rồi nhỉ? Con nháy máy gọi chị sang đây đi. Ôi dào, nói thêm vào chỉ tổ cãi nhau. Mai hạ hỏa, gặp nhau nói chuyện cũng chưa muộn. Mà mẹ cũng lờ đi, coi như không biết gì nữa nhá. Chắc cái Xuân nó sốc lắm đấy. Mẹ cũng bất ngờ về thái độ của thằng Hùng nữa là... Bình thường có bao giờ nó như vậy đâu. Tự nhiên cả bố lẫn con thay đổi 180 độ. Chẳng hiểu thế nào cả. Tôi mở cái quán này, đời sống của xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao đi. Đến với quán trà vỉa hè, đến với những ký ức thân thương của người dân đất Kinh Kỳ. Trà vỉa hè. Sao? Uống bia ngon không anh? Phát sóng 20:30 ngày 7 tháng 12 năm 2000. Uống mấy cốc mà anh đã cấm khẩu rồi à? Sao anh không trả lời? Lên gác xem con học thế nào. Bố cứ làm gương đi, thì con sẽ theo. Ok, thế nhá. Lan Anh. Dạ. Em đặt vé cho chị đi công tác Sài Gòn nhá. Đi trưa thứ sáu, về tối chủ nhật. Chị đi với anh Hoàng ạ. Em cứ đặt vé đi. Còn chị đi với ai thì không phải việc của em. Em làm nốt danh sách nhân sự cho chị, rồi gửi công văn sang công ty INZ nhé. Nhớ là phải hoàn thành trước ngày thứ sáu đấy. Nghe rõ chưa? Vâng, chị cứ yên tâm. Em sẽ làm đúng những lời chị nói. Alo. Dạ. Vâng, tôi sẽ qua ngay ạ. Chuyện gì đấy? Tôi Hùng đây, có việc gì đấy ạ? À? Dạ, em là Lan Anh, thư ký của chị Xuân đây ạ. À. Anh ơi, em đang cần đặt vé máy bay gấp cho chị Xuân đi Sài Gòn. Nhưng mà em không biết giờ nào, mà em lại không liên lạc được với chị Xuân anh ạ. À. Vì thế em mới gọi điện thoại cho anh. Việc đó anh cũng không biết đâu, em cứ gọi điện trực tiếp cho chị Xuân ấy. Chết thật, nếu mà không liên lạc được với chị Xuân, thì em sợ book vé không kịp anh ạ. À. Thì cuối tuần... chị ấy với sếp Hoàng đi Sài Gòn rồi anh ạ. Hai người đi công tác cùng nhau à? Vâng ạ. Hai anh chị ấy vào làm việc với chi nhánh của công ty ạ. Nghe nói là việc quan trọng. Thế chị Xuân không nói gì với anh à?
Thế đoàn công tác còn những ai nữa hả em? Dạ không, chị Xuân bảo với em là ngoài này công ty nhiều việc lắm, nên là chỉ cần chị Xuân với anh Hoàng đi là đủ rồi ạ. Thế thôi nhé, chào em. Anh Hùng! Ôi, giật cả mình. Ăn cùng em cho vui. Ui giời, tưởng gì chặn xe người ta lại. Không ăn đâu. Mất công người ta dậy sớm nấu xôi mời tận miệng mà còn chê à? Anh cứ thử ăn một miếng xem. Hay là anh chê em đây đơm xôi đầy? Có cái gì thì cứ nói ra. Chồng cái mặt cứ xị ra trá thường được. Vừa sáng sớm ra mặt cứ như đưa đám ấy. Từ sáng nhiều chuyện bực mình. Có chuyện gì anh cứ nói với em. Em chứ ai mà phải giữ kẽ. Hay là thấy vợ sáng sớm đã tô son đỏ choét, xịt nước hoa thơm lừng, tí tởn. Nghi ngờ lắm đấy. Sao biết? Chuyện bây giờ mới vui đây. Sao anh không nghĩ bán em thì ông cũng ăn trả? Vớ vẩn. Sao phải xoắn? Mà anh có biết nhá, tội to nhất của chị Xuân là cái gì không? Kể cả ngoại tình nhá, cũng không to bằng. Là cái gì? Là có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn. Eo ơi, chồng ngon nghẻ như thế này nhá, mà tô son nhá, tí tởn đi chỗ khác nhá, là không biết giá trị của chồng, xem thường chồng. Ui trời, vơ vậy. Anh Hùng, xôi. Tôi sẽ không bao giờ làm theo sự dạy bảo sắp đặt hay bất kỳ việc gì mà cô lựa chọn. Tôi chán lắm rồi. Mời vào. Dạ, chị cho gọi em ạ. Em đã làm xong những việc mà chị bảo hôm qua chưa? Dạ, em đã đặt vé cho chị và... Và em gọi điện thẳng đến cho chồng chị. Tiện thể thông báo cho anh ấy luôn lịch trình của chuyến công tác, có đúng không? Em xin lỗi chị ạ, tại vì lúc đó em gấp quá. Chị thấy cách làm của em như vậy là không đúng đâu. Đừng bao giờ để gia đình xen vào công việc. Bây giờ em làm cho chị một việc để giải quyết hậu quả. Hậu quả? Em sang bảo với anh Hoàng là chị không đi công tác được. Em bảo với anh ấy là tìm người khác thay thế chị đi. Dạ, nhưng mà chị ơi, em đặt vé rồi ạ. Em cứ làm theo lời chị bảo đi. Em xin phép ạ. Đã bao giờ anh nói được với tôi những lời yêu thương, tình cảm, hay tặng cho tôi những món quà ý nghĩa chưa? Cũng là lời khen, sao nghe từ người khác lại dịu dàng như thế? Những lời anh nói ra sao mà thật khó nghe và chẳng có tí cảm xúc đâu cả. Có khi vợ mình nói đúng. Này. Này. Hả? Ông xem hộ tôi cái này cái. Số liệu của nó đây. Rồi đây cho tôi. Ông ơi. Ừ? Ông ra bảo sếp đổi điều hòa đi. Gì? Tôi nóng quá. Ông bảo sếp đi. Đi ông ra bảo đi. Này. Tôi ngại. Ui giời. Đi. Ông nhìn nhá. Số liệu này này.
Anh ạ, anh cho phép em đi mua con máy mới về thay cho cái điều hòa phòng mình anh nhá. Cậu bảo máy móc gì ấy nhỉ? Dạ, thì hôm qua em đã báo cáo với anh, cái điều hòa phòng mình đã hỏng. Anh bảo đi tìm con khác về thay thế á. Mà anh ơi, ở siêu thị điện máy bây giờ đang có khuyến mại khủng anh ạ. Anh ơi. Sếp ạ. Dạ, sếp có nghe em nói không để em báo cáo lại ạ? Được. Dạ vâng, thế em đi ngay ạ. Ờ, khoan đã. Cậu về chỗ đi. Dạ. Để tôi đi. Mà cậu bảo ở đâu ấy nhỉ? Dạ, ở siêu thị điện máy ạ. Ừ. Tại sao cô Xuân lại đột ngột hủy chuyến công tác như vậy? Mà tại sao cô ấy không nói trực tiếp với tôi mà lại phải nhờ cô sang nói vậy? Dạ em cũng không biết ạ. Sáng nay chị Xuân báo với em như thế mà. Thôi được rồi, nếu cô Xuân cho vậy là đúng thì cứ thế mà làm, tôi không có ý kiến. Sếp ơi, nhưng mà em lỡ đặt vé rồi thì sao ạ? Với lại sếp cũng cần có một người đi để hỗ trợ công việc cho sếp ạ. À đúng rồi, cô đổi vé sang cho cô Phượng phòng kinh doanh. Cho cô ấy đi cùng với tôi. Cô làm sớm đi. Nhưng mà lỡ chị Phượng cũng bận thì sao ạ? Bận việc gì? Em ví dụ như thế thôi ạ. Thì hủy vé đi, tôi đi một mình cũng được. Em xin phép ạ. Em xin lỗi vì đã đột ngột hủy chuyến công tác. Anh nghĩ em luôn tìm ra các giải pháp. Nếu có thể đi được em đã đi rồi. Vâng, anh không hỏi tại sao à? Thôi, tập trung chọn món quà cho anh đi. Nhưng mà anh phải cho em biết anh định tặng quà nhân dịp gì chứ, em mới tư vấn cho anh được. Sinh nhật. Sinh nhật á? Ừ. Vậy thì nước hoa nhá. Quà này cho dễ vì phụ nữ ai cũng thích nước hoa. Quan trọng là tìm mùi thích hợp. Vậy theo ý của em đi, bởi vì anh thấy mùi nước hoa của em cũng rất quyến rũ. Anh cứ khéo đùa. Vào đây xem thử đi anh. Anh ngửi thử xem. Được không? Anh mua nước hoa cho ai đây? Chào anh. Xong chưa? Em... Tôi nhờ Xuân chọn nước hoa tặng bạn gái. Xong chưa để còn về? Lát nữa em phải về công ty luôn. Thôi anh cứ về trước đi. Bây giờ cũng đã trưa rồi. Vợ chồng mình đi ăn trưa luôn. Rồi lát nữa anh đưa em về công ty. Xuân cứ đi đi, không phải ngại đâu. Cô ấy đang bị đau đầu. Anh cho cô ấy ăn món gì ngon ngon một chút nhé. Thôi, anh chịu khó chọn một mình nhá. Em xin lỗi. Anh Hùng, anh đứng lại nghe em nói đã. Tình tứ gớm nhỉ. Ở công ty còn chưa đủ, còn phải đưa nhau vào tận đây mua thứ nọ thứ kia nữa cơ. Sao lúc nào anh cũng hồ đồ như thế? Anh phải nghe em nói đã.
Sao thế? Hả? Lần này tôi vẫn chưa đủ lịch sự nữa hay sao? Hả? Dám mà bắt được cô trai trên gái dưới với thằng kia, tôi phải ra tận nơi chào hỏi đàng hoàng lịch sự nữa cơ. Anh bé bé cái mồm thôi. Chả vì gì phải bé. Anh có biết là vì anh mà em đã hủy chuyến công tác vừa rồi không? Hủy thì sao? Hả? Để làm luôn ở đây này, đỡ phải đi đâu chứ gì. Anh... Đấy, công việc đấy, công việc đấy. Alo. Sao ạ? Cháu Nam nhà em nó không đến lớp học vậy ạ? Vâng vâng, em sẽ kiểm tra ngay. Rồi rồi ạ. Alo bố ạ? Có phải hôm nay bố đưa Nam đi học đúng không ạ? Thế bố nhìn thấy cháu Nam vào lớp học đúng không? Thế tại sao cô giáo lại bảo là Nam không có trong lớp? Thôi được rồi, vâng, con biết rồi, con chào bố. Để tôi đi tìm con. Tại sao lại thế nhỉ? Cháu nhà bác có chuyện gì à? Con gái tôi gọi điện hỏi có đúng sáng hôm nay tôi đưa cháu đến trường không? Thằng bé có việc gì nhỉ? Thôi, có lẽ tôi phải đến trường gặp cô giáo hỏi xem sao. Hay bác cứ ra hàng điện tử tìm xem. Không, thằng bé nhà tôi không bao giờ chơi điện tử, tôi bảo đảm với ông như thế. Ui giời, thì bác cứ vào hàng điện tử tìm xem. Nếu mà không thấy nó thì bác quay lại trường, có ngại gì đâu. Em tin thằng Tài nhé, em toàn tìm như thế đấy. Ở gần trường ấy, có mấy con game online, chúng nó chỉ vào đấy thôi, chẳng đi xa được đâu. Không. Bác không tin à? Đi, để em dẫn bác đi tìm. Đây bác, bác vào trong này. Đây. Nam. Cháu chào ông. Về đi cháu. Vâng. Tôi về trước nhé. Dạ vâng ạ. Ông có định về không đấy? Dạ. Alo. Sao? Anh tìm đứa con rồi à? Gì cơ? Không có chuyện gì à? Anh nói có thật không đấy? Con đây rồi. Về nhà nói chuyện sau. Thế nhá. Thôi. Bây giờ hai bố con lên gác tắm rửa đi. Ông vào nấu cơm. Vâng. Ông ơi, ông đừng nói chuyện với ba và mẹ cháu nhé. Nếu mà cháu biết sợ thì từ lần sau không được như thế nữa. Nhớ chưa? Dạ vâng. Thôi, lên gác đi. Lên đi con. Bố sẽ không mách mẹ chứ? Đây là lần thứ mấy con bỏ học. Con thấy đấy, gia đình mình, bà trước đây là giáo viên, bây giờ là hội trưởng hội phụ nữ. Mẹ con, dì Thu toàn là những người phụ nữ giỏi giang. Ông con là giáo sư, tiến sĩ, toàn là những người tốt, gương mẫu như thế. Tại sao con lại làm như vậy? Có gương mẫu đâu. Mọi người toàn nghĩ ông có gia đình khác. Ai nói như thế? Con xin lỗi bố. Lần sau con không nói thế nữa. Ai nói với con ông có gia đình riêng hả? Bố sẽ không nói với ai chứ. Có một chút quà.
muốn tặng em. Lần nào đi công tác về, anh cũng có quà cho nhân viên thế này thì tốn kém quá. Em mở ra xem đi. Chiếc bút đẹp quá anh ạ. Cảm ơn anh. Nhưng mà em không dám nhận đâu ạ. Em cứ coi như đây là món quà anh dành tặng cho nhân viên mẫn cán và xuất sắc nhất của công ty. Em là nhân viên của công ty. Đó là bổn phận của em. Anh là sếp mà cứ cảm ơn em mãi như thế, em thấy ngại lắm. Sếp và nhân viên thì cũng cùng trên một con thuyền cả. Phải có những nhân viên mẫn cán như em hỗ trợ thì anh cảm thấy tự tin hơn chứ. Nếu em không nhận món quà này, anh cảm thấy mắc nợ em đấy. Nếu anh đã nói như vậy thì em chỉ biết cảm ơn anh về món quà. Thực sự nó rất đẹp. Vậy em nhận nó cho anh vui lòng nhé. Khiếp quá. Không biết giờ này đang làm gì nhỉ? Anh đang làm gì thế? Không nhắn lại à? Em có việc quan trọng, gọi lại ngay cho em nhé. Hôm nay anh tìm thấy con ở đâu? Nó bị đau bụng, xuống y tế trường. Các thầy cô không thấy nên mới gọi. Nó làm sao mà bị đau bụng? Đồ ăn ông chuẩn bị có vấn đề à? Không. Mấy đứa cùng lớp mang đồ ăn đến, chia nhau. Ăn đồ ăn vặt không đảm bảo, thế mới bị đau bụng. Thế bao nhiêu đứa bị đau bụng? Đến trường mà hỏi. Từ mai, anh đừng có để con ra ngoài ăn linh tinh đấy. Mà kiểm tra lại điện thoại đi. Tin nhắn, gọi điện suốt từ nãy đến giờ đấy. Ôi, thiền thế.
Alo. Sao lại gọi giờ này? Thì người ta nhớ. Này, có nhớ người ta tí nào không đấy? Không, ngủ đi. Tàn nhẫn thế. Mùi này anh thấy thế nào? Sếp ạ. Sếp ạ. Hôm nay rảnh rỗi, anh em mình xuống dưới làm vài cốc cà phê anh ạ. Tôi bận, cậu đi đi. À, nếu sếp không thích uống cà phê thì anh em mình ra kia làm vài cốc bia ạ. Tôi đã nói là tôi bận, cậu không nghe rõ à? Mà các cậu không đi đâu hết. Dạ, thưa sếp, hình như sếp có giấy báo thi ạ. Nghe đây. Kể từ nay trở đi, tất cả mọi người, ai muốn làm gì thì làm. Muốn ăn, muốn uống, có thể ăn uống ngay tại đây. Hãy cứ sống thoải mái tự do, sống với đúng bản chất thật của mình. Uống cà phê đi đi. Dạ, thôi ạ. Alo mẹ à? Mẹ chỉ cần gặp con 5 phút thôi, con không ra ngoài một chút được sao? Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng mà bây giờ con bận lắm. Thôi để tối về con với mẹ nói chuyện sau vậy. Không được, việc này rất gấp. Nếu con quá bận thì để mẹ lên phòng của con. Mẹ chỉ nhờ con 5 phút thôi. Con có thấy cái số điện thoại đuôi 126 này xuất hiện rất nhiều lần, cả chiều gọi đến lẫn chiều gọi đi không? Của bố ạ. Còn ai vào đây nữa? Mà tại sao mẹ lại có những thông tin này? Hay mẹ lại nhờ cái Thu đi lấy đấy à? Có con gái là nhà báo, không lấy được những thông tin đơn giản như thế này sao? Mà thôi, điều đó không quan trọng. Quan trọng là cái số máy đuôi 126 này cơ. Thế sao mẹ không nhờ con gái làm nhà báo tìm hiểu nốt đi? Lại còn nhờ con gái làm nhân sự tìm hiểu làm gì nữa? Bố có thuộc bộ phận nhân sự mà con quản lý đâu. Thì bố thuộc nhân sự mẹ quản lý. Bây giờ mẹ nhờ con một việc. Con gọi đến số điện thoại này để xác minh xem đầu dây bên kia là ai. Chắc là một ông bạn thân nào đó mà bố vẫn hay tâm sự. Nhưng mẹ vẫn muốn biết đó là ai. Thôi được rồi, mẹ cứ về nhà trước đi, để lát nữa con gọi. Không, con gọi luôn, mẹ nghe điện thoại cùng. Vâng.
Hà nào mẹ nhờ? Hình như là cô Hà, học sinh cưng của bố chị ngày xưa ấy. À, con nhớ ra rồi. Cái cô Hà đấy á, hồi xưa thích bố ra phết đấy. Mà con còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc nữa. Chắc là cô ấy đã lập gia đình rồi. Bây giờ chắc phải có đến 2 đứa con chứ không phải 1. Mẹ yên tâm rồi nhá. Thế thì có chuyện gì mà bố chị liên lạc vào số điện thoại đó nhiều như thế? Mà đây lại là liên lạc 2 chiều, 2 bên đều gọi điện cho nhau. Mẹ à, con nghĩ có thể chị Hà học thêm cao học. Chị ấy muốn nhờ bố giúp đỡ, hoặc là chỉ dẫn gì đấy. Mà bố thì lúc nào cũng nhiệt tình, mẹ còn lạ gì nữa. Thôi được rồi, biết thế, mẹ về đây. Chiều về sớm mẹ bàn việc nhé. À, mẹ về, mẹ đừng có gây sự với bố đi nhá. Những chuyện như thế này thì tốt nhất là nên im lặng. Mẹ đừng có làm căng quá mà. Nếu anh có chuyện buồn, anh sẽ tìm ai đó để chia sẻ. Sau khi chút hết bầu tâm sự, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Liệu sếp có nhạy cảm quá không ạ? Em biết nhạy cảm là một yếu tố không thể thiếu của những nhà lãnh đạo thành công. Nhạy cảm trong thương trường, nhạy cảm để nhận định hướng phát triển cho công ty là điều tốt. Xong, một nhà lãnh đạo mà nhạy cảm quá trong việc cảm nhận tâm tư và tình cảm của nhân viên thì... Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng em đang rất vui và không hề phiền lụy điều gì? Đúng là không giấu anh được điều gì cả. Quả thực gia đình em bây giờ cũng có chút bất ổn. Mặc dù không có gì nghiêm trọng quá, nhưng gia đình em không còn bình yên và đầm ấm như xưa nữa. Có phải anh thấy dạo này em mệt mỏi và tiêu tụy lắm không ạ? Nếu không để ý, không quan tâm tới em hàng ngày, thì mọi người vẫn luôn nhìn thấy một trưởng phòng nhân sự thanh lịch, sang trọng, với công việc thì luôn nhiệt tình và mẫn cán. Anh nghĩ cuộc sống thì cũng phải có lúc này, lúc khác. Em cũng đừng nên nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Và tất nhiên là ảnh hưởng đến cả công việc của công ty nữa. Anh lo lắm. Có chuyện gì ấy sao mà ra đây ngồi hả?
Này, hay là lại lăn tăn chuyện gì về vợ à? Mà cũng đúng thôi. Mặt Xuân lúc nào cũng vác ngược lên. Anh giỏi chịu đựng thật đấy. Anh còn bênh nữa. Em nói thật với anh nhá, anh hơn cô ta gấp nghìn lần. Trời ơi, cô ta cậy có tí tiền, mặt cứ vênh ngược lên. Đã thế nhá, anh cũng kiếm việc gì nhiều tiền lên, xem mèo nào cắn mỉu nào. Thời buổi này muốn kiếm tiền cũng không dễ đâu. Quan trọng ấy là anh có muốn không. Việc đấy để em lo cho. Anh đừng nghi ngờ khả năng của em. Tìm một việc làm thêm cho người đàn ông như anh khó gì. Mà nói thật nhá, em cũng tìm cách chỉ cho anh để anh chữa trị cái thói kênh kiệu của cô ta thôi, cô vợ anh ấy. Nhưng em nói trước nhá, anh đừng có nghĩ Đào này nhá, làm như vậy là âm mưu cướp chồng người khác. Không có đâu. Sếp à, nếu sau này anh có lấy vợ, vợ anh muốn anh trở thành một người chồng, một người cha, một người công dân hoàn hảo, thì anh thấy thế nào ạ? Anh nghĩ anh là một người đàn ông hoàn hảo rồi. Hình như em đang bế tắc về chuyện này. Đó chỉ là một trong số rất nhiều chuyện của gia đình khiến em bị stress thôi anh ạ. Nếu anh là một cành cây mọc trong vườn ươm, anh sẽ rất vui vẻ để vợ mình uốn nắn, chỉnh sửa. Còn nếu anh là một cành cây dại, thì khi đó rất cần một người vợ kiên nhẫn, tỉ mỉ để có thể đưa được cành, đưa lá vào khuôn khổ, đi đúng hướng được. Anh lại đang mong có một người vợ dám mạnh tay uốn nắn anh như vậy. Có phải anh đã nói điều gì khiến em buồn lòng phải không? Cháu chào bác ạ. Bà về rồi đấy à? Hôm nay ở phường có chuyện gì không? Ông nói đi. Có phải tôi là người chuyên quyền độc đoán hay không? Hôm nay bà làm sao thế?
Tôi chuyên quyền, tôi độc đoán, cứ cho là như vậy đi. Thì cũng chỉ vì cái nhà này thôi. Thử hỏi, nếu tôi không lao ra đường, tay nem tay chạo, làm sao có cái cơ ngơi như thế này được? Ý bà muốn nói, từ trước tới nay, tôi không giúp gì được cho gia đình. Tiền nong là do bà kiếm mang về, đúng không? Cháu xin phép ông bà, con xin phép bố mẹ, con lên gác. Nhân tiện có mọi người ở đây, bố cũng xin thông báo để mọi người biết. Từ ngày mai, bố sẽ đi xin việc làm thêm. Làm bảo vệ, làm xe ôm, hay là phát tờ rơi cũng được. Miễn là công việc đó có tiền. Bố thông báo như vậy là để cho các con liệu mà lo chuyện cơm nước. Trong một tuần, tôi hứa với bà là tôi sẽ nấu cơm 3 ngày. Còn lại, các con liệu mà phân công nhau. Con ủng hộ bố. Bố cần con giúp cái gì, con sẵn sàng. Thưa bố mẹ, con cũng có chuyện muốn nói. Con cũng sẽ đi làm thêm, và con không thi cao học nữa. Làm thêm để tăng thu nhập cho bản thân, nâng cao thu nhập cho gia đình. Thu nhập làm sao mà anh phải nâng cao? Anh có biết rằng anh lấy được bằng cao học thì hệ số lương ở cơ quan anh sẽ được tăng lên, và mọi người sẽ nể trọng anh hơn không? Anh không quan tâm. Sao chuyện quan trọng mà anh không bàn với em một tiếng? Anh biết bản thân mình cần phải làm gì. Em đừng có can thiệp vào. Con xin phép bố mẹ. Tôi cũng ăn xong rồi. Mẹ. Đàn ông ở cái nhà này định nổi loạn hết rồi hay sao? Mà sao hôm nay bố lại như thế nhở? Hay là mẹ đã làm chuyện gì ạ? Cái mà chị phải lo lúc này là chồng chị. Rể ở nhà này ở bao nhiêu năm, có bao giờ có thái độ như hôm nay đâu. Nhưng mà con đang hỏi là hôm nay mẹ có gây chuyện gì với bố không cơ mà. Còn tất nhiên, việc của anh Hùng con sẽ tìm cho ra nhẽ. Này, chị phải xem nó có người khác không đấy. Mà mẹ, mẹ cứ lo cho bố trước đi đã. Dạ. Vâng, con về đây ạ. Vâng, vâng.
Anh Hùng ơi, dậy đi anh Hùng ơi. Anh ơi, dậy. Đây là đâu thế này? Đây là nhà nghỉ. Sao lại trong nhà nghỉ? Thế anh nốc gần 2 lít rượu vào người, làm sao mà về được đến nhà? Mà thôi, đến giờ phải về trình diện rồi đấy, dậy đi. Ơ kìa, anh định ăn vạ ở đây đấy à? Dậy, anh Hùng ơi, dậy đi. Không về đâu, ở đây cho nó nhẹ đầu. Này, nhà anh nhá, anh không tránh mãi được đâu. Dậy đi. Nhà với cửa, ở đây ngủ sướng hơn. Em nghe nói, vợ anh chưa bao giờ lớn tiếng với anh nhá. Chăm chồng từ đầu đến chân. Chả trách thiên hạ họ đồn là chăm anh như thú cưng ấy. Chăm bẵm lắm. Cho gì thì được ăn nấy. Cho mặc gì thì được mặc nấy. Chả khác gì chó cảnh cả. Anh nói có quá lời không đấy? Nói năng nhẹ nhàng đến mức thủng gan, nát mật. Trong lời nói có gai, có thép. Không cào rách mặt thì cũng đâm nhói tim. Hóa ra anh cũng đánh đá gớm nhỉ. Có thế nào thì nói thế thôi. Này, em hỏi thật nhá, anh còn yêu vợ anh không? Anh cũng chẳng biết nữa. Này, hàng xóm láng giềng với nhau, anh cứ chia sẻ thật đi, không việc gì phải ngại. Thực sự anh cũng không biết. Ra trường, gặp cô ấy là cưới. Bố mẹ anh nghèo, không có tiền mua nhà. Được ở rể là mừng lắm rồi. Mà người ngoài ai cũng nghĩ lấy vợ xinh, giỏi giang, đảm đang. Anh cũng nghĩ mình may mắn. Anh sống như một cái máy đã được lập trình, ăn đúng giờ, ngủ đúng kiểu, đi lại nói năng tất tần tật, chẳng cái gì là của anh cả. Thậm chí đến cả suy nghĩ cũng là do vợ ấn định. Anh sống thế thì sống làm chó gì. Nhưng điều khó chịu nhất là cô ấy chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt của một người vợ. Anh cứ rét run lên mỗi khi cô ấy đến gần anh. Nhiều khi cứ thấy người đau nhói. Tưởng bị ngã, hóa ra bị những lời nói của vợ đâm cho mình tàn tạ. Lâu dần cũng thành quen. Giờ không có cô ấy, chắc anh cũng khó mà xoay sở. Mâu thuẫn, quá mâu thuẫn. Theo lời anh nói là ở gần vợ anh thấy sợ. Thế nhưng xa vợ anh lại thấy nhớ, lại thấy không thể thiếu. Thế là thế nào? Em hỏi thật nhá, theo cảm nhận của anh, cô ta có còn yêu anh không? Anh không biết. Không biết, không biết. Hơn 40 tuổi đầu rồi, cái gì anh cũng không biết, không biết. Bây giờ anh có muốn biết không? Bằng cách nào? Bằng cách mà em đã nói với anh ý. Để vợ anh biết là anh đang có một người đàn bà khác. Ui, không được. Vợ anh biết thì chết rồi. Hèn, anh quá hèn. Ai đã có ý định tranh vợ cướp chồng của anh đâu mà anh phải xoắn. Đây chỉ là mình tạo ra tình huống giả để cho vợ anh nhìn thấy thôi, để xem cô ta có ghen mà thay đổi cách sống mà giữ chồng. Nếu muốn tốt ý thì anh thay đổi, còn nếu không ý, đường ai người đi. Anh cứ sống theo kiểu của anh.
Cách ấy cũng được à? Sao lại không được? Lát nữa bác sang làm bảo hiểm cho cháu nhé. Xin lỗi, bác có phải là bố cháu không? Vâng ạ. Bác tên gì nhỉ? Nguyễn Thanh Bình ạ. Mẹ bình tĩnh đã. Để con vào hỏi chuyện xem sao. Coi như con tình cờ đi qua cũng được. Con cứ để mẹ vào nói chuyện. Ok mẹ. Mẹ, con xin mẹ đấy. Bây giờ mẹ vào trong. Còn thể diện của bố, thể diện của mẹ, chắc gì họ đã có quan hệ không đàng hoàng với nhau. Mẹ nhớ. Nhớ. Không, nhất định mẹ phải vào. Ok mẹ. Chị Xuân, em gọi điện thoại cho chị mãi mà không được. Chị không để ý điện thoại. Sếp Hoàng tìm chị đây. Thế hả em? Vâng ạ. Em chào sếp ạ. Sếp ạ. Em xin phép ạ. Em xin lỗi, em vào việc ngay đây ạ. Kìa, khoan đã. Hình như Xuân đang có chuyện gì phải không? Em xin lỗi vì đã ra ngoài trong giờ làm việc. Đây là lần cuối cùng. Chắc chắn sẽ không có lần nữa đâu ạ. Em xin lỗi. Alo Thu à? Chị đang trong giờ làm việc. Để nói sau nhá. Hả? Chuyện quan trọng á? Chuyện liên quan đến bố á? Thế là thế nào nhở? Thôi được rồi, hết giờ làm việc chị sẽ về ngay. Thế nhá. Có chuyện gì vậy em? Dạ, cũng không có gì đâu ạ. Em xin phép về làm việc ạ. Không thể có chuyện như thế được. Chắc có uẩn khúc gì đấy mẹ ạ. Mẹ cứ từ từ hỏi bố xem sự thể như thế nào đã. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, còn việc gì phải hỏi nữa. Chính hồ sơ đã ghi tên cái thằng bé đó là con của ông ấy mà. Đấy là hồ sơ viết thế. Biết đâu bố ghi tên hộ để nhập viện cho nó thì sao. Mà cũng có khi bố bị người ta lừa đấy. Xã hội bây giờ thiếu gì loại gái như thế. Cứ phải thử ADN mới chắc mẹ. Giả hay thật thì chỉ có ông ấy là người hiểu rõ nhất. Mà bố chị có phải là người ngơ đâu.
Bà ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. Ông tử tế quá nhỉ. Bận con mọn như vậy mà vẫn còn thời gian lo cháo cho tôi cơ à? Ông cũng đã có tuổi rồi đấy. Để mai tôi bảo con đèo ông đi mua cái kính loại tốt nhất, để ông nhìn cho rõ, còn quấy bột nấu cháo cho con. Càng ngẫm, tôi càng thấy phục ông đấy. Đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn còn cặp được với một cô bằng tuổi con gái mình. Quá giỏi. Bây giờ bà có trách, có mắng như thế nào thì tôi cũng xin chịu. Bà ăn cháo đi, cho nó chóng khỏe. Ông đừng có đạo đức giả nữa. Ông chỉ mong con già này chết sớm, để danh chính ngôn thuận ông về sống với con bồ trẻ. Tôi khỏe chỉ làm ông ngứa mắt thôi. Bà đừng đổ tiếng oan cho tôi. Tôi thực tâm lo cho bà mà. Ông mở miệng nói câu ấy mà không biết xấu hổ à? Ông lo cho tôi. Ông lo cho tôi mà ông giết tôi bằng một đòn chí mạng như thế này à? Tôi đã làm gì để có lỗi với ông, với các con mà ông phản bội tôi như vậy? Đời tôi chỉ biết vun vén cho cái gia đình này, sống trọn nghĩa với chồng, nuôi dạy các con lên người. Trong đầu tôi chưa hề một giây phút nào tôi nghĩ đến người đàn ông khác, chứ đừng nói đến chuyện phản bội ông. Tôi cũng không phải là loại ăn tàn phá hại để ông phải mệt mỏi. Ông sống bạc tình bạc nghĩa như vậy thì tâm ông có thanh thản không? Ông chết, các con, các cháu ông cũng không nhìn mặt ông đâu. Thôi thôi, được rồi. Để khi nào bà thật bình tĩnh, tôi sẽ nói chuyện hết với bà để cho bà hiểu, để các con nó thông cảm. Quá đủ, quá hiểu rồi. Ông thử hỏi con ông xem, nó có tha thứ được cho ông không? Già rồi con đổ đốn. Kìa mẹ. Bây giờ sức khỏe của mẹ là quan trọng. Mẹ đừng căng thẳng như thế, huyết áp tăng là không tốt đâu. Mẹ biết, mẹ chết chỉ có các con là khổ tôi. Còn vợ chết thì chồng có vợ khác ngay, thói đời vẫn thế mà. Hả? Con động viên mẹ ăn cháo đi. Thôi, ông mang cháo vào cho vợ trẻ con thơ của ông ăn đi. Cháo của ông nấu tôi nuốt làm sao nổi. Kìa mẹ. Con chào bố ạ. Anh. Dì Thu lại sang chơi à? Dạ. Mẹ sao thế ạ? Mẹ bị đau đầu anh ạ. Thế bà đau đầu thế nào, có cần con đưa đi viện không ạ? Không, em vừa đưa mẹ đi khám về xong đấy ạ. Thế thôi mẹ nghỉ ngơi, con xin phép ạ. Dì ở đây với mẹ nhé. Dạ vâng.